mà trên shop ghi là bao zin 100%. Màn hình zin chứ mà hình lâu đâu anh. Nhưng... Nếu mà lên không bấm trả hàng này. Wow. Trời ơi, ngoại hình kia đẹp không tì vết luôn. Ôi, cái hộp quen vãi nồi luôn anh em. Có anh em nào nhớ cái hộp này không? Đầu tiên ở đây thì mình sẽ có một tờ phiếu bảo hành nha. Và phía bên dưới, trời ơi, tím liệm luôn. Thì đến bây giờ mình mới biết chiếc máy của mình là màu gì nha. Bên dưới mình sẽ còn có như là một củ sạc nè, một tai nghe nè, một cáp sạc nè. Với cái giá này mà rất là đầy đủ phụ kiện luôn. Và rồi, xin chào tất cả mọi người. Thì trên tay mình đây đang là con iPhone 8 Plus nha. Được mình mua ở trên Shopee với giá là tầm khoảng 6 triệu đồng. Thì rất là nhiều bạn bình luận và inbox cho mình á, kêu là mình test con iPhone 8 Plus ở trên Shopee đi, tầm giá khoảng 6 triệu thôi. Thì đây là hàng lốc nha, 8 Plus lốc nha mọi người, chứ không phải là hàng quốc tế. Hàng quốc tế thì tầm giá nó tầm khoảng 7 triệu rưỡi cho đến 8 triệu nha. Thì đây các bạn thấy nè, mình đã có inbox cái shop này á vào ngày 15 tháng 3 2020, có nghĩa là gần 1 năm trước á, mình có inbox mình tính mua con 6S lốc nha. Thì con 6S lốc này á thì mình đã làm video rồi, nhưng mà mình mua shop khác nha, bởi vì shop này inbox không trả lời nè. Shop ơi, máy này pin ổn không, không trả lời. Mình hỏi tiếp con 8 lớn lóc này là tình trạng sao thì shop cũng không trả lời luôn. Mình biết tại sao mở một shop bán hàng lại không trả lời. Cho nên không trả lời thì mình sẽ đặt về thử nha. Đặt về thử cho anh em xem nè. Bây giờ thì mình sẽ cùng mở chiếc máy này lên và mình sẽ test thử nha, để xem chiếc máy này có thực sự là ngon hay không. Let's go. Và rồi, bây giờ thì mình sẽ đến với nhân vật chính luôn nha. Đến hiện tại nè thì mình mới biết chiếc điện thoại của mình là màu gì. Đây. Màu vàng nha anh em. iPhone 8 Plus màu vàng. Trời ơi, ngoại hình kia. Đây là mặt lưng nha. Thì anh em có thấy là cái mặt lưng này nè, nó sẽ đẹp không tì vết luôn. Và đây là các cạnh viền nha. Cạnh viền cũng vậy nè. Trời ơi, mình không thấy một vết cứng luôn á. Ê, không có một vết cứng luôn nha mọi người. Và màn hình trước thì mình sẽ cùng gỡ cái cương lực này ra luôn nha. Rồi, và đây là về màn hình. Thì màn hình ở đây nó sẽ có một vài vết xước dâm nho nhỏ thôi, nhưng mà cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến máy nha mọi người. Nói chung là đây là một chiếc máy rất là đẹp luôn. Mới đẹp khoảng 98-99% á, đúng như là mô tả nha. Ngoài ra các bạn có thấy là mình được tặng kèm một cái ốp nè, rất là cute. Ngoài ra trên đây nó còn có chữ luôn nè, cute. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cùng khởi động nguồn lên nha. Đó là về ngoại hình, về hình thức thì rất là ok rồi. Còn bây giờ về bên trong thì nó sẽ như thế nào. Đây, logo trái táo nha mọi người. Ôi thôi. Khả năng cao cái màn hình này là màn hình low rồi. Các bạn xem nè, mình đã bật mát sáng rồi, nhưng mà độ sáng của nó vẫn rất là thấp. Và cái màu sắc nè, nó rất là tối tối, xám xám kiểu gì á. Nhưng mà trước tiên á, thì mình sẽ vào cài đặt chung nha. Đặt lại nè, mình sẽ xóa tất cả nội dung và cài đặt để mình reset máy nha. Thì khi các bạn mua iPhone cũ á, thì đây là chuyện mà chắc chắn là các bạn phải làm đầu tiên nha. Và với những chiếc mà iPhone lock á, được fit lên quốc tế á, nhưng mà người bán họ không nói, họ vẫn nói là một chiếc máy quốc tế á, thì các bạn reset như vậy nè thì có thể biết được nha. Và ngoài ra nếu như các bạn reset như vậy nè thì các bạn sẽ còn check được thêm rất nhiều thứ nữa nha. Rồi đó, như vậy là mình đã vừa mới reset chiếc máy rồi. Bây giờ mình sẽ cho bạn xem nha. Đầu tiên á, là phần giới thiệu nè. Đây các bạn thấy không đó, thì với những bạn mua mà kêu là hàng quốc tế á, thì khi nãy các bạn thấy nè,
ở đây là không giới hạn SIM nha, nhưng mà sau khi mình reset nè, các bạn thấy nè, SIM bị khóa thì đây có nghĩa là một chiếc iPhone lock nha. Còn nếu như lúc đầu nó để là không giới hạn SIM á thì nhiều bạn mua về á cứ tưởng đâu là một chiếc máy quốc tế, nhưng mà các bạn không reset á là nó chết ngay. Bởi vì con iPhone 8 Plus đây nè, hàng lock với hàng quốc tế á thì nó chênh nhau tới khoảng hơn 1 triệu đồng nha. Bây giờ thì mình sẽ đi đến với những cái dấu hiệu mà mình đã thấy ở trên cái màn hình này nha. Đầu tiên các bạn nhìn cái phần phía dưới nè, đây, ở đây là đã có dấu hiệu của cái việc mà gọi là thường họ lấy một cái dao lam hay họ lấy một cái cây nại á, họ nại lên nè, nó sẽ để lên một cái dấu nè. Và cái màn hình này á thì nó cũng sẽ gọi là khá là hở so với cái mặt lưng nha. Và tiếp đó là phần phía bên trên nè, thì các bạn có thấy là nó sẽ hơi bị lệch vô một tí nè, bên đây thì nó hơi lệch ra nè. Thì khi các bạn mua máy á, gặp một chiếc máy giống như vậy thôi, các bạn chưa cần test sâu nữa là các bạn đã có thể là không mua rồi. Màn hình lô rồi, nói chung đủ kiểu hết. Và tiếp đó thì mình sẽ cho các bạn xem cái vỏ này là một cái vỏ lô luôn nha. Ở đây thì mình sẽ tiếp tục đặt cạnh so với lại con iPhone 7 nha. Thì các bạn thấy điểm khác biệt không? Điểm khác biệt đầu tiên á, đó chính là ở cái loa của con iPhone 7 á, nó rất là dơ. Mình đùa vui thôi. Điểm khác biệt á, đó chính là ở trên cái vỏ zin á, các bạn thấy là cái đường cắt của nó sẽ rất là vuông vức. Còn ở trên cái vỏ lô nè, nó hơi bầu bầu, hơi búp búp á, nó không được sắc, không được đẹp như là ở trên cái vỏ zin trên con iPhone 7 nha. Và không chỉ là về loa đâu, cần gạt rung nè, tăng giảm âm lượng nè, và nút nguồn nè, ở trên cái vỏ lô nó cũng sẽ hơi búp búp vô nha, hơi mà bầu bầu vô á. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem cái màn hình lô nó sẽ khác biệt gì nha. Đây chỉ là con iPhone 7 thôi nha, nó thua tới một đời á so với lại con 8 Plus nè. Mình cả hai đều được mắt sáng nè. Thì đây, thấy sự khác biệt chưa? Nhiều bạn hỏi mình màn hình lô là gì, thì ở đây mình nói luôn nha. Nói chung là một cái màn hình mà gọi là chất lượng kém á, từ một cái bên đơn vị khác sản xuất chứ không phải là của Apple. Họ sản xuất ra để họ bán với giá rẻ nè. Ai mà muốn giá rẻ thì khi hư màn hình á sẽ thay cái màn hình này. Tiếp đó là mình sẽ vào bên trong nha. Ở một cái nền trắng nè, đây càng thấy không, hai cái màn hình nè. Một cái màn hình trắng đó vẫn mát sáng nha, một cái màn hình đó nó sẽ hơi vàng vàng, và một cái thì nó sẽ xanh lè nè, và độ sáng của nó cũng sẽ thấp hơn nha. Tiếp đó là về màu sắc nè, đây ở đây các bạn cứ nhìn hai cái icon của ảnh nè, thì các bạn thấy không, một cái thì màu sắc rất là đẹp, còn một cái thì nó nhợt nhạt, hơi tái tái kiểu gì á, chán chưa. Về bao ưu tôn á thì mình cũng đã cắm rồi, nói chung là không có vấn đề gì nha. Pin còn 90%, và đây là một chiếc iPhone gọi là được trả bảo hành á. Còn về camera, về pin á thì nó vẫn xanh lè nha, không có bị gì hết. Mặc dù mình đặt hai shop khác nhau nha, nhưng mà nó rất là nhiều điểm chung giữa hai cái shop này. Cái shop mà mua con 8 Plus này nè với lại shop con iPhone 7 Plus lần trước á, thì hai shop các bạn thấy không, về cách đóng gói, về cái hộp. Và bây giờ thì mình sẽ cùng gọi cho cái shop này nha. Đó. Mình cũng chả biết số điện thoại luôn á, nhưng mà hôm nay có một cái tờ phiếu bảo hành thì mình sẽ gọi thử nha. Alo. Alo. Cho hỏi phải mobile em ạ? Dạ. Cho hỏi phải mobile em? Dạ đúng rồi. Ủa, em có đặt con 8 Plus lock ở trên Shopee á anh? Dạ. Sao con máy này nó là màn hình lô rồi anh? Màn lô sao? Máy nó là màn hình lô á, mà trên shop ghi là bao zin 100%. Màn hình zin chứ màn hình lô đâu anh? Màn hình về nó như vậy mà. Màn hình này mà anh kêu màn hình zin thì cũng hay rồi. Màn hình này sao zin được, màn hình nó tối thui à. Anh mua đơn hàng nào? Đơn hàng để xem coi là cái mã. Cái mã vẫn... Anh mua cái 8 lút lốc à? Đúng rồi anh, 8 lút lốc á. Cái cục đó, 8 lút lốc lên quốc tế ra, nếu anh không có trả nha. Chứ màn nhập về như vậy bán vậy ra. Ờ, rồi. Chứ bây giờ máy nó là máy em lên quốc tế rồi mà. Mà anh mua máy lốc mà được lên quốc tế rồi mà, đâu có phải ấy nữa đâu. Trời ơi, cái lên quốc tế này anh sắp nhập sẽ lấy cái SIM ghép, anh bỏ gắn ICC ID vô là nó lên rồi chứ có gì đâu anh. Nhưng... Không, bấm trả hàng đi. Rồi, ok. Má mày, máy gì vẫn kêu màn hình là màn hình zin. Còn, dù máy được lên quốc tế ngon quá. Sự cái quốc tế này các bạn chỉ cần lấy cái SIM ghép, giống như lần trước mình làm cái con mà 6S Plus á, mình
chỉ cần cắm sim ghép vào thôi, nhập ICC ID mới là xong rồi. Nó sẽ lên như quốc tế giống như khi nãy mình test cho bạn xem á. Mình reset cái là nó sẽ trở lại thành lock liền nha, chứ không phải là lên quốc tế luôn. Cho nên các bạn mới thấy là giá nó chênh lệch tới khoảng 1 triệu rưỡi 2 triệu là như vậy á. Trả hàng nha anh em. Và nếu như đơn hàng này có vấn đề gì á thì mình sẽ làm một video khác nha. Còn nếu như các bạn không thấy video á thì đơn hàng mình đã trả hoàn tất và thành công rồi. Rồi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye.